Dạ vâng, xin chào quý vị các bạn quay trở lại với video của mình tiếp theo trên kênh Lục Ngạn Quê Tôi. Dạ vâng, thưa quý vị các bạn, hiện tại bây giờ mình đang có mặt ở cái lò sấy. Bữa trước là mình có qua nhờ cô ở đây, nhờ cô review ở đây. Mình cũng review ở đây rồi. Hôm nay mình ghé qua xem này, nhờ cô này. Hôm nay nhờ cô lại cần cái tốc độ nhãn khá là nhiều luôn mọi người ạ. Cái hàng tươi và cái hàng khô cũng rất là nhiều. Thì địa điểm ở đây là vẫn cạnh cách cổng chào thôn Ngọt của xã Biên Sơn thì rất là gần đó mọi người nhé. Ở đây thì mình quay cho quý vị các bạn xem ở bên này nghe cái cổng chào này, nghe đây đấy. Thì bữa trước mình cũng review rồi. Bữa trước mình có review là nhưng mà cái hàng này là đa số là cái mặt hàng nhà cô bo về đây này. Bo này, cái hàng này chỉ có 6.000 thôi mọi người. Quả rất là to này. Đây quả này. 6.000 này. Đây. Anh này là anh làm ở đây. Xây nhãn. Ôi. Đây, quả rất là to, mọng nước luôn mọi người. Ôi ngọt ơi. Ngọt đấy. Ngọt thật mọi người ạ. Đây, tất cả cái đống hàng nhãn này. Đấy. Cái này anh có dự tính được khoảng tầm bao nhiêu tấn chỗ này không? Cái này chắc là rơi vào 8-9 tấn. 8-9 tấn cơ. Nhiều phết nhỉ. Vâng. Đúng rồi. Cái này tầm 8-9 tấn thì khá là nhiều đấy mọi người ạ. Bên kia là cái mẻ các cô đang quạt sấy. Cái kia là mẻ sấy xong rồi. Bây giờ quạt để sàng lọc cái những cái lá. Mọi người xem này. Chào bác nha. Lấy bao bê vào đổ luôn là bao ý. Ba. Vâng, để cho bà nhé. Chào cô nhé. Đây quy trình sấy nhãn xong mọi người. Nay sấy nhiều không cô? Xấu hổ á? Có gì đâu mà xấu hổ. Các bà kín mít này còn không nhận được ra. Để cái lòng nhãn sấy xong rồi mọi người à. Cũng như là tương đương như vải không? Quay cái này trong nhà thiệt đẹp chứ, quay cái này làm gì? À. Trong... Đây à? Ôi, chắc thiệt đẹp. Đây trong nhà đây gì? Ồ. Ồ, nhiều quá. Nhiều cho mọi người đây này. Úi. Đây trong kho. Tôi chào cô nhá. Sẽ mà cái nhãn này mọi người. Đây là sấy nguyên quả nhé, không phải cái bốc lông ra. Bốc lông nó lại khác. Sấy xong rồi mới bốc lông. À cái này sấy xong lại bốc à? À. Úi ôi, cả cái đống bên này nữa này mọi người nha. Đây. Nhãn rất là nhiều luôn. Đấy. Đây mình thử được kép một quả khô nữa. Quả khô nó như này đấy mọi người ạ. Cũng như là vải không? Đây. Mời mọi người nhé. Ngon. Khá là ngon đấy mọi người ạ. Ngọt. Ăn cũng như vải. Ngọt thế. Ngọt lịm luôn mọi người ạ. Mình ra ngoài lò quay ngoài lò cho quý vị các bạn xem nhé. Ngoài lò thì hôm nay nhiều hơn cái dọ lò mình quay. Ừ.
Đấy. Cái bên này xấy xong rồi bà. Gần được à? Đâu ạ? À? À, lắc nó như này, như cái quả ấy này có là được chưa? Tước bơ mới ra được múi long ăn này. À, bóc này ra nữa. Ơi, đây cho mày trèo lên đây là này. Tôi cứ tưởng nó để nguyên quả này. Ôi, quả có ai mua đâu. À, yeah. À. Bóc ra như này. Thế này lại mất công. Mất công bóc ra nữa này. Đây, mọi người nhìn cái lò sấy này. Đấy, khá là dài. Những cái quả này lại phải bóc ra, sấy xong, sấy khô lại phải bóc ra như thế này nữa cơ. Không lại sấy như thế này nữa. Thơm lắm mọi người ạ. Lên cái chỗ này nó kiểu nó có mùi mật, thơm lắm. Đây có hai bác đến đây bán này. Đây, cái quả sấy khô xong nó như thế này mọi người ạ. Nhãn da bò á? Da bò. Nhãn da bò anh. Bốn nghìn bán tốt rồi, ở dưới này còn nhỏ tí kìa. Dạ. Từ tốt ạ. Vâng. 6.000 ba. Đây. Kịch. Lấy cân to á. Bỏ cái túi dụng ra là vừa. À ừ, đúng rồi, bỏ cái túi dụng ra kia. Vâng. Nhà lên YouTube ạ. Cho ra một túm nữa xem nào. Một túm nữa. Ô, nhắc lại cân nào. Thử nhắc lại cân nào. Xem nó có lẩy không. Không lẩy. Đúng không? Phải, cái sọt này thì biết cái sọt như nào không. Ê, sáng nay bẻ nó vàng, ngày hôm qua bẻ vẫn còn. Đó, nhắc lên đặt lại nó. Đấy. Nữa đi. Đấy, tùm đấy. 101. Rồi, 101. Ồ, đi vào cái góc kia chứ. Được. Bây giờ đi vào đây là chú kéo được mà. Có một cái sọt đó bạn. Mình. À, đi lấy xong kia nhá. Em lấy một cái sọt nhặt ra. Này có một số sáng bé nhỉ. Không, ba bốn bá đi hết cân mà. Không có mà bỏ nhặt vào cái sọt để một cân. Thôi. Cân cả sọt cũng được. Ê, lại sọt chim à? Vàng. Thế. Vất vả cho dân. Qua đang bẻ mưa thế mà lại không dám bẻ. Bẻ ướt thì nó nứt. Một hai sáu. Đó, mọi người nhìn thấy chưa? Khá là nhiều luôn. Này bác ở đâu đấy? Hột đáp. Hột đáp cơ. Không nắm được ở đâu được. Ừ. Không phải được. Ngọt phết. Chiều mang đến một sọt hàng này nhá bà ơi. Thấy được không? Ê, không có khả năng ông yếu ấy. Đến luôn là chê mà thế không dám đẻ. 60 mấy?
số 3. 62. Chưa trừ bị. Vâng, cái nhà đang đợi người em bảo nó có xe đây không, nó tai nạn rồi. Nhãn này bác cứ xếp vào thôi. Mãi bác còn mãi chân hộ đáp. Nhãn này bán mất tiếc nhưng mà em bảo này, mất là em giờ nhãn cũng rẻ mọi người, hoa quả rẻ này thì bà con cũng vất vả cơ, nhưng mà được cái là cái giá thì bây giờ nó là thị trường chung rồi, không làm nào được. Có hôm nay mình quay trở lại với cân lò sấy của nhà bà. 6 cân bì nóng. Thời tiết nay cũng hửng nắng lên rồi, đẹp đẹp quá mọi người ạ. Hôm nay mình ghé qua cái lò sấy ở nhà cô đây. Đấy. Các bác nào mà có nhãn thì cứ chờ đến địa điểm cân nhà cô ấy để cân nhé. Giá cũng 5-6 nghìn tùy theo nhãn thôi mọi người ạ. À, bây giờ mình cũng xin phép là mọi người mình kết thúc cái video ở đây và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong video lần sau của mình. Mọi người xem video cho mình xin một like và cũng như chia sẻ kênh, đăng ký kênh, ủng hộ cho mình nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn video lần sau. Xin chào.